ba của em gần như là không có tình thương đối với em, và cái tình cảm cha con á, tình phụ tử đối với mọi người nó có thể dễ cảm nhận lắm, nhưng mà đối với em thì gần như là bằng không. Bởi vì em có một câu nói mà của bố em nói tới giờ em vẫn còn nhớ, là ngày đó có một lần cả gia đình hỏi em là con thấy con giống ai trong nhà mình nhất, thì em mới trả lời là dạ con thấy con giống bố. Thì cái lúc đó thì bố em lại trả lời lại với em một câu là mày giống tao, sao mày lại không đi lại được, mày không phải là con của tao. Thì chia sẻ thật với mọi người là cái câu nói đó là cái câu mà nó gần như đã cắt đứt tim em. Là em không nghĩ là một người cha lại có thể thốt ra được cái câu nói đó với con ruột của mình. Tới luôn, tới luôn. Quý vị thân mến, hiện tại Phi đang có mặt ở thôn Kỳ Bì, xã Điền Thọ, huyện Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam. Thì vừa rồi Phi có chia sẻ về một cậu trai 21 tuổi bị bố tác động dẫn đến tật nguyền. Thì qua cái câu chuyện đó cũng có rất là nhiều khán giả cũng muốn hiểu rõ hơn. Hôm bữa thì cái clip Phi chia sẻ cũng rất là dài. Lúc đầu thì đến thăm em cũng như là nói chuyện với em, sau đó thì cuối clip thì Phi cũng có đưa em đi mua một chiếc xe điện. Đây đây là chiếc xe điện mà Phi dẫn em đi mua với giá 12 triệu 500 ngàn. Thì ngày hôm nay là Phi đến đây để xem thử tình hình em đi xe điện có được hay không. Rồi qua đây thì Phi muốn được chia sẻ cùng em để em nói kỹ, nói rõ hơn về cái vấn đề mà gia đình của em như thế nào đó. Thì hôm nay em sẽ nói rõ hơn để quý vị biết ha. Dạ. Và hôm nay thì cũng Phi cũng nhận được 1 triệu của chị Ngọc ở Đà Nẵng giúp đỡ cho em. Thì Phi cũng đến đây để gửi giúp cho em Linh. Thì em Linh, quý vị cũng đã biết là em 21 tuổi. Hôm bữa Phi thấy em là bò lết ngoài đường á, nhìn rất là tội. Và Phi tìm hiểu hoàn cảnh nhà em thì mới biết được cái sự thật là như vậy. Bây giờ thì Phi mời quý vị cùng Phi mình vào trò chuyện với em Linh để chia sẻ kỹ hơn về cái câu chuyện của em như thế nào ha. Quý vị xem clip nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh theo dõi, ủng hộ giúp Phi. Phi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, bên trong là em Linh. Thì quý vị đã thấy em Linh, một người thanh niên 21 tuổi với cái giọng nói rất hay và nói năng rất là lễ phép, rất là lịch sự, nói chuyện rất là hay luôn. Hiện tại là em ở nhà và khi mà em di chuyển trong nhà là em phải bò lết bằng hai cái đầu gối. Ở nhà thì em không có lót hai miếng vải vô trong đầu gối. Chắc chắn là cái đầu gối của em là cũng chai đầy rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em có thể duỗi ra anh xem được Dạ được. không? Đây quý vị thấy không? Hai cái đầu gối của em là đen thui luôn này, bầm đen luôn, là chai cứng nhắc luôn. Chỗ này nhéo có đau không? Dạ không ạ. Không, cái phần chỗ này là nó chai Nó gần như mất cảm giác rồi ạ. nó chai mà nó dày trục, cái phần da chỗ này nó dày trục luôn quý vị. Đó, hai cái đầu gối em đen thui luôn này. Rồi hiện tại là hai cái chân của em là không có cái sức lực gì hết, chủ yếu là dựa vào cái đôi tay của em để bò lết từng bước. Vừa rồi thì Phi thấy cái hình ảnh của em Linh bò ở ngoài đường đó, rất là xót xa. Và Phi cũng tìm hiểu đến nhà để chia sẻ giúp em có được chiếc xe để em làm cái phương tiện di chuyển. Thì vừa rồi là quý vị xem clip đó, là không có xem cái khúc sau, tại vì cái clip nó rất là dài, tới 40 phút lận. Quý vị không xem cái khúc sau, thành thử ra là nhiều người không biết là đã mua xe cho em Linh. Và cũng có mấy mấy người luôn là muốn là mua xe tặng cho em đó. Mấy người, mấy cô, mấy chú ở bên Mỹ rồi mấy chị ở Đà Nẵng, Sài Gòn đó, là có rất là nhiều người là muốn tặng cho em chiếc xe, nhưng mà họ chưa có xem hết cái clip á anh dắt em đi mua xe.
Dạ. Đó. Thành thử ra là cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho em Linh, giúp cho em có thêm cái tinh thần. Rồi bây giờ thì em có thể là chia sẻ về người cha của em để quý vị biết rõ hơn được không? À, dạ vâng, thì những ai mà đã theo dõi cái video clip trước của anh Phi thì cũng đã nắm được một chút tình hình của câu chuyện. Thì hôm nay em cũng xin chia sẻ cụ thể hơn. Đó là ba của em thì là một người mà có thể nói là như anh Phi đã chia sẻ là ba của em gần như là không có tình thương đối với em. Và cái tình cảm cha con á, tình phụ tử đối với mọi người nó có thể dễ cảm nhận lắm, nhưng mà đối với em thì gần như là bằng không. Bởi vì em có một câu nói mà của bố em nói tới giờ em vẫn còn nhớ, là ngày đó có một lần cả gia đình hỏi em là con thấy con giống ai trong nhà mình nhất, thì em mới trả lời là dạ con thấy con giống bố. Thì cái lúc đó thì bố em lại trả lời lại với em một câu là mày giống tao, sao mày lại không đi lại được, mày không phải là con của tao. Thì chia sẻ thật với mọi người là cái câu nói đó là cái câu mà nó gần như đã cắt đứt tim em. Là em không nghĩ là một người cha lại có thể thốt ra được cái câu nói đó với con ruột của mình. Nhưng mà thú thật thì lúc đó em vẫn nghĩ là có lẽ là từ từ bố mình sẽ thay đổi, nhưng mà không, hóa ra là em đã làm. Đó là bố em mãi mãi không bao giờ thay đổi. Rồi, hôm bữa em cũng có chia sẻ là từ lúc sinh ra cho đến khi mà 5 tuổi em là một người khỏe mạnh, một người đứa trẻ khỏe mạnh bình thường, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, xác nhận là cái câu sự việc là như vậy. Sau đó thì không biết là em bị sốt hay là bị do bố em tác động thì cái đó anh không có rõ. Dạ. Nhưng mà anh thấy cái đầu óc của em rất là tỉnh táo, đúng không? Dạ. Đầu óc của em rất là tỉnh táo, không có bị vì gì vì thần kinh hết. Cho nên là cũng không có cái lý do gì mà em phải đi nói xấu ba mình. Dạ đúng rồi. Nói ba mình là một người như vậy. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em khẳng định là nếu như không có câu chuyện này thì em không phải là một đứa trẻ thần kinh để mà phải bị ra cái câu chuyện này để mà nói xấu bố mình hay là để lấy lòng thương hại của mọi người. Bởi vì là cái câu chuyện của em thì em cũng đã viết thành một cái bài viết và em cũng có đăng lên, và đương nhiên là trong đó cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều rằng là em đang bị câu chuyện này để lấy lòng thương cảm của cư dân mạng. Nhưng mà bây giờ trong cái video clip này của anh Phi thì em khẳng định luôn là nếu những ai cần bằng chứng thì liên hệ trực tiếp với em để nắm rõ thông tin, chứ đừng có nghĩ là em đang bị chuyện. Nói chung là có rất là nhiều người xem á, họ cũng không biết là cái câu chuyện của hai cha con em như thế nào. Đó, thành thử ra là sẽ có nhiều cái ý kiến họ muốn rõ hơn. Mà sao lúc đó là mẹ của em là không có bảo vệ được em hả? Thưa anh, là lúc đó thì mẹ em cũng là một người rất là bảo vệ em. Và cũng phải nói là mẹ em đã có rất nhiều trận gọi là lên bờ xuống ruộng cùng em rồi. À, có nghĩa là hai mẹ con em là nhiều lúc là lên bờ xuống ruộng vì bà. Dạ đúng rồi. Mẹ em đã rất nhiều lần phải bế em chạy ngay trong đêm. À. Và thậm chí là cũng nhiều đêm là mẹ con em phải ngủ bờ, ngủ bụi ngoài đường. À. Và đến sáng thì
khi mà bố em đã gọi là đã bình tĩnh hơn á, thì lúc mà em đưa em về nhà thì bố em vẫn chửi nha. Chứ không phải là bố em nó hối hận ngay là cho vào nhà ngay đâu, bố em vẫn chửi. Có nghĩa là hai mẹ con em là rất là nhiều lần bị bố tác động. Dạ đúng rồi. Có cái lần nào mà em nhớ nhất trong cái cuộc đời mình, lần nào mà em nhớ nhất không? Lần mà em nhớ nhất là cái lần mà em đã bị bố đánh tới mức bất tỉnh. Bất tỉnh luôn? Dạ đúng rồi. Lúc đó em mấy tuổi? Lúc đó là em 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ, 7 tuổi rồi. Mà em vẫn còn nhớ. Dạ đúng rồi. Bởi vì là cái lần đó là ký ức quá sâu đậm của em, thì em vẫn còn nhớ chi tiết luôn. Như thế nào em kể lại được? Là ngày hôm đó là một buổi chiều, một ngày trời mưa, thì bố em đi nhậu về. Thì cũng như bình thường thôi, là em đang nằm trên giường thì bố em mới hỏi em một câu là con có muốn đi vệ sinh không? Thì em mới trả lời với bố là dạ có. Thì cái lúc mà bố em đưa em đi vệ sinh thì vẫn bình thường, nhưng mà em không hiểu sao tới lúc đã vào nhà rồi thì bố em lại đột nhiên thay đổi thái độ, rồi sau đó bất thình lình cho em một cái tát. Thì chính em cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà lúc đó thì em không thể lên tiếng được, bởi vì là lúc đó là lúc bố mình đang mất bình tĩnh. Hay nói đúng hơn là em có muốn lên tiếng cũng không thể lên tiếng được. Đấy, thì em vẫn gọi là bình thường thì bố, sau đó thì bố mới bảo em là xuống dịn vào một cái thanh giường để mà đi. Thì em vẫn làm đúng theo ý bố, nhưng mà em vừa xuống tới cái bước tới cái thanh giường thì bố đập đầu em vào cái thanh giường và liên tục đánh em, đá em, đạp em, tát em, rồi là thậm chí là còn dùng cây thước mà để thợ hồ người ta đo tường nha, đập lên người em. Và rồi sau khoảng 40 phút thì em máu chảy đầy đầu và bất tỉnh. Bất tỉnh rồi hả? Dạ đúng rồi. Và khi mà em mở mắt ra thì lúc đó em đã ở ngoài bệnh viện, sau cái vùng tắm rửa của nhà để mà vệ sinh rồi. Chứ lúc đó thì bố em không đưa em đi viện nha. Ồ, rồi hả? Không hề. Bố em là một người gọi là, em có thể nói là trước mặt người khác, thậm chí là bây giờ em có thể khẳng định là nếu như hôm nay có bố em ở nhà và có anh Phi vào nhà thì bố em sẽ là một người mà bề ngoài anh nhìn vào sẽ là một người rất thương em, rất là nâng niu em. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Sự thật thì đó chỉ là cái bộ mặt của bố đang show ra cho mọi người xem thôi. Đang diễn ra thôi hả? Dạ đúng rồi. Vì em đã rất nhiều lần có các cô chú đến nhà thì bố ok, là bố vẫn thương em, vẫn hỏi han em bình thường. Nhưng mà khi mọi người vừa ra khỏi nhà thì đâu lại vào đây. Là hiện tại là ba mẹ của em cũng đã ly hôn được 2 năm rồi. Dạ đúng rồi. Đó, thì sau khi cha mẹ em ly hôn thì em mới thoát khỏi được cái cảnh mà tối tăm đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Em chắc chắn đó là cái câu chuyện thật đúng không? Dạ đúng rồi. Em khẳng định 100% đây là một câu chuyện hoàn toàn đúng sự thật. Em không hề bị dù chỉ là nửa chữ. Rồi hiện tại thì mẹ của em là đang đi bán bánh mì ở dưới Hội An. Ban ngày thì mẹ nấu cơm xong á thì để nhà nó rồi em tự ăn hả? Dạ đúng rồi. Rồi sáng đi thì chiều mẹ mới về. Dạ đúng rồi. Rồi mọi cái sinh hoạt ở nhà lại tự em lo hết. Dạ đúng rồi. Rồi sáng em ăn sáng chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ là cũng gần trưa rồi, như thế nào? Dạ bây giờ thì em chuẩn bị xuống để ăn trưa. Mẹ nấu cái gì đó? Dạ thưa anh là phở khô. Dẫn anh xuống xem thấy được không? Dạ được. Rồi. Đây, quý vị thấy khi mà ở trong nhà thì em Linh sẽ di chuyển như thế này đây.
Đó, hai cái chân của em là chỉ sử dụng hai cái đầu gối để bò lát thôi. Còn chủ yếu là hai cái cánh tay để bò và hai cái đầu gối để đẩy người đấy. Trông nhìn rất là tội nghiệp luôn. Rồi hiện tại hai mẹ con em thì ở trong cái nhà này cũng nhà cấp 4. Thì có hai mẹ con nữa thôi. Thì mọi cái đồ ăn này kia là mẹ cũng đã chuẩn bị. Khi mà trước khi đi làm thì mẹ cũng đã chuẩn bị đồ ăn ở nhà để em lên ăn. Mẹ nấu phở, nấu miếng gì đây hả? Dạ đúng rồi. Rồi em ăn uống là tự em lấy hết. Dạ đúng rồi. Có một cái điểm tựa là em tự đứng lên được đúng không? Dạ đúng rồi. Đây. Thì bình thường thì em sẽ đứng như này. Rồi là lấy đồ như này. Ví dụ như giờ có cái xe mà đứng mà xe ba bánh á, em diện vô em tập đi hai cái chân nó được không? Dạ. Thưa anh, mà hiện tại thì nhà em cũng có đó, nhưng mà bây giờ thú thật của anh Phi là em cảm thấy bản thân mình không đi lại được nữa. Thứ nhất là như vậy, thứ hai là di chuyển bằng xe em cảm thấy nó không được linh hoạt. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là em cảm thấy mọi cái sinh hoạt của mình nếu có xe nó sẽ chậm hơn khá nhiều. Vì bình thường nó đã chậm rồi, mà nếu có xe thì có lẽ nó sẽ nhân đôi lên. Cho nên là không phải là em không muốn, mà là em chọn cái cách nào, cái phương pháp nào mà nó nhanh gọn nhất. Nó nhanh, nó linh hoạt ha. Dạ đúng rồi. Đó thì quý vị đã thấy hai cái chân của em lên đây. Em đứng lên là được đúng không? Đứng lên là em bằng cái bàn chân của em, cái mũi chân á hả? Dạ đúng rồi. Là mình vẫn đứng được hả? Dạ đúng rồi. Dường như hai cái chân của em nó bị cúm luôn hay sao á? Dạ đúng rồi. Hai chân của em thì dường như nó bị cúm luôn quý vị. Dạ đúng rồi. Nó không thể mà duỗi ra được. Dạ đúng rồi. Nó chỉ tới như thế này thôi, hai cái đầu gối là không thể duỗi ra được luôn. Dạ đúng rồi. Nó chỉ thế này là tối đa rồi. Dạ. Ok. Thì một mình em ở nhà thì có cái điều gì khó khăn khi ở nhà một mình không? Dạ thì khó khăn nhất của em thì vẫn là gọi là việc nấu nướng thôi. Nấu nướng hả? Nên là mẹ vẫn phải là người gọi là chuẩn bị tất cả trước cho em. Như vậy là chủ yếu là em tới em lấy đồ em ăn thôi. Dạ đúng rồi. Còn bình thường em ở nhà thì em có làm việc gì không? Dạ mình như em đã chia sẻ ở clip trước là hiện tại em đang làm công việc thu âm. Thì công việc thu âm của em thì về thời gian thì nó cũng khá là linh hoạt. Nhưng mà chỉ có điều là khi nào mà anh Hiếu cần hay là công ty cần thì em phải làm ngay. Còn lại thì nó sẽ trống, gần như là thời gian trong tuần nó sẽ trống. Rồi. Thôi bây giờ mình riêng lại ha. Dạ. Em khoảng bao nhiêu ký? Dạ em thì khoảng tầm hai mấy thôi. Ít không rồi. Được 30. Ít rồi hả? Dạ vâng. Bù lên anh cõng thử được không? Dạ em nghĩ là anh cõng em được đấy, nhưng mà nó sẽ hơi khó đi thôi. Cõng thử nha. Dạ. Cũng nhẹ mà. Bù nổi không? Sao dạ. tụt không? Được nhưng mà nó mất thế anh ạ, à, nó khó đi đó. Dạ là được rồi. Tới luôn. Em cảm ơn em ạ. Rồi được chưa? Dạ được ạ. Có tầm cỡ 2 mấy ký ha. Dạ đúng rồi. Cho nên là rất là mẹ em bưng bê thì cũng bình thường. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nghĩ em còn trẻ cũng tội cho em quá ha. Dạ. Vừa rồi qua cái clip mà Phi chia sẻ về hoàn cảnh của em Linh thì cũng có rất là nhiều người đồng cảm xót thương cho em. Trong đó thì có chị Ngọc Mano ở Đà Nẵng, thì chị cũng mới đầu chị hỏi là muốn giúp cho em chiếc xe điện.
nhưng mà chỉ chưa xem hết cái clip. Dạ. À, sau đó thì anh cũng nói là đã mua cho em cái xe điện rồi. Dạ. Cho nên là chỉ gửi giúp cho em 1 triệu. Dạ. Để em trang trải cuộc sống ha. Dạ. Rồi. Rồi. Thì em trước tiên thì em xin cảm ơn anh Phi, và em cũng xin cảm ơn những nhà hảo tâm, những ai mà đã quan tâm tới cái câu chuyện của em và cùng đồng cảm với em. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn anh Phi vì anh đã quan tâm cũng như là luôn động viên em. Thì em cũng không biết nói gì hơn, thì xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc anh Phi thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống ạ. Ok, cảm ơn em Linh ha. Dạ. Thì Phi cũng đang nhận có một chị cũng ở bên Mỹ cũng nói là sẽ gửi về giúp cho em á. Anh chưa có nhận được, thì hôm nào chị gửi về thì anh ra anh giúp cho em. Dạ. Rồi. Hiện tại chiếc xe em đi là đã tập đi rồi ok chưa? Dạ, nói chung là em rất là thích chiếc xe này. Và em cũng rất là vui khi mà mình có được một cái phương tiện đi lại mà nó thuận lợi, và nó giúp em đạt được cái ước mơ là có thể đi được khắp nơi mà không quá phụ thuộc vào người khác. Hiện tại là mới 2-3 ngày gì thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em đi được chưa? Dạ rồi ạ. Vậy hả? Nhanh vậy hả? Dạ rồi. Vậy là em cũng có năng khiếu đó chứ, đi dạ. Đó. Ha. Chiếc xe, anh nghĩ chiếc xe nó khó đi, nhưng mà mới 2-3 ngày mà em tập đi được là cũng ok rồi. Dạ, tại vì là chia sẻ thật với anh là em cũng đã có đi một cái quãng đường khoảng 20 mấy km. Là em đi từ đây xuống tới Điện Thọ. Một mình ở đây hả? Dạ không, em đi cùng với mẹ. Mẹ sẽ dìu em. Tại vì thời điểm này thì là thời điểm đầu, và tuy là em cũng dần làm chủ được chiếc xe, nhưng mà khi ra đường thì mẹ cũng còn hơi lo, do là nó nhiều xe lắm nên là mẹ cũng còn rất là lo lắng nên là thôi từ từ, cái đó thì từ từ ra. Mà sao cái trán, da trán của em là nó bị cái viêm da hay sao? Dạ đúng rồi, viêm da. Mà cái này thì em điều trị khá là nhiều loại thuốc rồi, nhưng mà em thấy nó không hiệu quả được bao nhiêu cả. Kiểu là nó cứ hết được một thời gian rồi nó lại tái phát, hết được một thời gian rồi nó lại tái phát, chứ nó không dứt điểm hoàn toàn nha. Vừa rồi anh chia sẻ lên cái video đó thì hình như ba em thì không biết có xem được hay không nha. Dạ, em nghĩ là có, bởi vì cái video clip đó em thấy mọi người, hình như là mọi người khá là quan tâm. Và trong cái video clip đó thì em cũng, dì của em là em gái của mẹ cũng có chia sẻ về trang cá nhân. Cho nên là em nghĩ là mọi người trong nhà em đều biết, xem được rất là nhiều, gần như là tất cả đều biết. Rồi ba em có cái nói như thế nào không? Dạ, chia sẻ thật với anh là gần 1 tháng rưỡi nay thì bố em cũng không còn liên lạc với em nữa. Tháng rưỡi rồi hả? Dạ đúng rồi. Tháng rưỡi trước là vẫn còn liên lạc? Dạ đúng rồi. Là bình thường là gọi như thế nào, nói chuyện hỏi thăm hay sao? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chia sẻ thật với anh là đa số là bố gọi cho em thôi. Em gần như là em không liên lạc với bố, vì như trong clip trước em đã chia sẻ là dĩ nhiên hận thì em không hận bố, nhưng mà giờ em xin chia sẻ thật là em không phải là thánh để nói là có thể bỏ qua cho bố, thì chỉ 1-2 năm thì em không bỏ qua được. Cũng có rất nhiều người hỏi em là vậy nếu như sau này con lập gia đình hay là con có vợ thì con có để bố con tham gia không, thì em xin trả lời là cái đó thì em không chối bỏ. Nếu như bố em có thể đến thì ok,
em vẫn hoan nghênh thôi. Nhưng mà nếu muốn em tiếp đãi bố giống như là một người con tiếp đãi cha thì em xin lỗi, em không làm được. Có vẻ là cái vết thương để lại trong lòng của em rất là lớn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em nói vậy là chắc là bây giờ em đã có người yêu rồi hay sao chứ? Dạ. Hả? Chia sẻ thật với anh là thật ra là em cũng đang muốn là sẽ tìm được một người bạn đồng hành với mình. Mà để có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa có mà nói như có rồi. Để đồng hành với mình và để tâm sự với mình những cái buồn vui trong cuộc sống. Rồi thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Rồi bữa nay có xe sẵn rồi đó, đi đâu thì mình đi ha, cái công việc của mình hay là đi hẹn hò gì đó thì mình bữa nay mình đi sướng quá rồi. Dạ em cảm ơn anh. Hôm bữa là cái xe nó chưa có cái máy tre và ngày hôm sau thì bên chủ bán xe người ta mới đến lắp cái máy tre quý vị, cho nên là cũng đỡ bớt cái phần nào nắng mưa. Dạ đúng rồi. Nói chung là chia sẻ thật với anh Phi là em cũng sau 2 ngày rồi, nhưng mà mỗi lần mà em ra đi chiếc xe và nhìn ngắm chiếc xe thì em cũng xúc động lắm, bởi vì đây là có thể coi là đây là một cái tài sản rất là trân trọng của em, bởi vì là từ trước tới giờ thì tất cả mọi cái đi lại sinh hoạt của em đều phụ thuộc vào mẹ, cho nên là khi mà có được cái phương tiện này thì em rất là hạnh phúc, vì ban đầu thì có thể là mình chưa đi được, nhưng mà em tin là khoảng một thời gian khi mà mình đã quen xe rồi thì mình có thể thực hiện được cái ước mơ mà em đã chia sẻ với anh ở cái clip trước, đó là được đi những cái nơi mà trước đây mình hằng ao ước. Và thực ra là đó cũng là cái mục tiêu mà lúc anh Hiếu giới thiệu anh cho em thì anh Hiếu cũng có chia sẻ là thực ra là em là một cái người mà anh rất là muốn hỗ trợ để cho em có thể được đi muôn nơi, gọi là bởi vì anh Hiếu đã từng chia sẻ với em một câu là anh muốn là bản thân mình sẽ là một cái đôi chân của em để cho em có thể đi tới được những cái nơi mà em thật sự mong muốn và khao khát mà trước đây em không đi tới được. Thì anh Hiếu cũng đã từng đưa em đi Đà Nẵng, Hội An, và là anh ấy cũng cho em đi chơi rất là nhiều nơi rồi. Nhưng mà bây giờ có xe rồi thì bản thân một mình anh có thể tự đi được đúng không? Dạ đúng rồi. Hy vọng một ngày nào đó là em sẽ chở anh Phi trên chiếc xe của em. Dạ vâng. Để được cùng em trải nghiệm đi những cái nơi nào đó. Dạ vâng. Được không? Dạ vâng, em chắc chắn nếu có cơ hội đó thì em rất là vinh dự ạ. Rồi thôi em cố gắng, cũng chúc cho em có thêm sức khỏe, có thêm cái nghị lực để tiếp tục sống vui vẻ ha. Dạ vâng. Em cảm ơn anh ạ. Rồi. Thôi thì bây giờ Phi cũng xin tạm dừng chương trình tại đây. Qua đây thì Phi cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả, quý vị mình thường quân cũng đã quan tâm và giúp đỡ hỗ trợ cho em Linh. Thì Phi cảm ơn quý vị rất là nhiều và cũng mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Yeah.